Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 28 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, Trung Quốc đại lục đã hứng chịu khí hậu cực đoan vào mùa hè năm nay. Mới đây, vành đai mưa mùa thu Tây Trung Quốc mang đến lượng mưa lớn. Hình ảnh ngày thứ hai cho thấy cảnh tượng chấn động ở Tây An sau trận mưa lớn bất ngờ vào buổi sáng. Lũ lụt tiếp tục tràn ra đường, người bán hàng rong nối nhau, người và đồ đạc cùng nhau bị cuốn trôi. Có thông tin cho biết, từ sáng sớm có nhiều người bán đồ ăn sáng tập trung tại khu vực này. Mưa bất chợt ập đến hơn 1 giờ đồng hồ, không kịp phản ứng, mưa lớn kéo dài suốt một đêm. Cũng có thông tin cho rằng trung tâm mua sắm bị ngập nặng và biến thành đại dương nước bao la. Mặt khác, tại Nam Trung Quốc, bão Haiku lần đầu tiên mang đến Hồng Kông cơn mưa mạnh nhất trong 140 năm. Sau khi đổ bộ vào Phúc Kiến, tuy đã giảm xuống thành áp thấp nhiệt đới nhưng không nên đánh giá thấp sức mạnh của nó. Vào ngày thứ hai đầu tuần, Mao Minh, tỉnh Quảng Đông sau trận mưa lớn tại thành phố, nước ngập tại nhiều nơi, lực lượng cứu hộ lao vào giải cứu những người mắc kẹt và sơ tán người già, trẻ em đến khu vực an toàn. Các nhà khoa học cảnh báo các cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc đại lục sẽ ngày càng dữ dội hơn và đường đi của chúng phức tạp hơn, khiến nguy cơ thiên tai tiếp tục gia tăng. Tàn tích của bão Haiku gây mưa lớn ở Quảng Đông không chỉ khu đô thị bị ngập lụt mà vườn thú cũng ngập, người dân chụp ảnh con hổ nằm trên tường hoảng loạn. Cùng lúc đó, ở phía đông bắc Trung Quốc, cơn bão dữ dội ở Quảng Đông thậm chí còn ảnh hưởng đến sở thú. Người dân địa phương đã chụp ảnh một con hổ hoảng sợ nằm trên đường, như muốn trèo tường để trốn thoát. Ngoài ra, còn có những chú vịt thiên nga đen đang bơi dọc theo dòng nước lũ ngập trong công viên. Kính thưa quý vị, trận mưa ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua ở Giang Nghĩa đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Một cặp vợ chồng già thiệt mạng khi đang lái xe về nhà và thi thể của họ được tìm thấy trong một chiếc xe tải vào sáng sớm ngày 27 tháng 9. Thi thể của một người thiệt mạng ở thị trấn Yuki đã bị chôn vùi trong trận lở đất vào đêm ngày hôm trước. Quân đội quốc gia và dân làng dùng tay không khai quật và tìm thấy thi thể của họ. Các bộ lạc Phúc Lợi Đông và Tây của quận Bạch Hà, thành phố Đài Nam cũng bị ngập do mưa lớn vào đêm hôm trước và mực nước tràn vào hồ chứa Lục Liễu Đầy. Ngày 27 tháng 9, sau khi nước rút, nhà cửa của họ vẫn còn bị tàn phá nặng nề. Một trận mưa lớn ập đến khu vực Gia Nghĩa vào chiều ngày Chủ nhật. Người dân miêu tả cơn mưa như dùng chậu rửa tạt nước. Những người bị mắc kẹt mô tả xe của họ không thể nhìn thấy đường và nhanh chóng bị bùn và nước cuốn trôi trong khoảng 2 phút. Gia đình họ Hoang ở thôn Văn Phong, thị trấn Yuki đang dự đám tang. Ngôi nhà bị sập do lở đất vào đêm hôm trước, bị chôn sâu khoảng 1 tầng, thi thể của người quá cố cũng bị chôn vùi trong nhà. Quân đội nhân dân và người dân trong làng đã dùng máy móc, dụng cụ và tay không để khai quật. Thi thể đầu tiên đã được phát hiện vào gần trưa. Thi thể sau khi được đào bới đã chật ra. Mọi người tìm thấy thi thể và bàn giao cho gia đình để hỏa táng tại nhà tang lễ thành phố Gia Nghĩa. Đường cao tốc Đông Tây của tỉnh lộ 82 bị ngập dưới nút giao thông Trung Hòa vào đêm hôm trước. Một cặp vợ chồng họ Quan khoảng 70 tuổi đến Mai Sơn để bán sữa Yakun vào ngày Chủ nhật. Trên đường từ cầu Vĩnh Khâm số 2 về nhà, lũ đến nhanh chóng, hai người bị mắc kẹt trong ô tô và không may bị đuối nước. Ngày 27 tháng 9, gia đình họ đã để tang để xác định và khắc phục hậu quả. Thị trưởng huyện Gia Nghĩa Vương Trường Lương cho biết trong cuộc khảo sát thiệt hại do thiên tai gây ra ngày 27 tháng 9 rằng đã có lượng mưa lớn trong vòng 6 giờ vào ngày Chủ nhật. Chính quyền Trung ương dự báo lượng mưa là 70mm, nhưng lượng mưa đo được đã lớn hơn 200mm. Ở Trung Phố, thậm chí đo được còn hơn 289mm. Mưa lớn diễn ra quá nhanh và không kịp phản ứng. Những năm gần đây, dự án kiểm soát nước vẫn còn thiếu sót trước lượng mưa lớn ngắn hạn. Dưới đường cao tốc 82 có một khu vực trũng thấp, nền đường của đường cao tốc 82 và con đường bên dưới chưa được nâng cao. Ước tính ban đầu kinh phí sẽ là 300 triệu nhân dân tệ. Sẽ thảo luận với Cục Đường Cao Tốc, sau đó xem xét và suy nghĩ kỹ về cơ chế cảnh báo phòng chống thiên tai. Chính quyền huyện Gia Nghĩa đã thông báo nghỉ học vào tối muộn ngày thứ hai, trong khi Trường Trung học Quốc gia thành phố Gia Nghĩa vào sáng sớm ngày 27 tháng 9 đã thông báo với giáo viên và học sinh rằng các lớp học sẽ không nghỉ học, tuy nhiên thành phố Gia Nghĩa vẫn tiếp tục làm việc và học tập như bình thường. Vương Trường Lương cho biết huyện Gia Nghĩa xảy ra thiên tai do mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất lan từ đồng bằng đến miền núi,
dự kiến sẽ diễn ra trên quy mô lớn vào ngày thứ hai, nên quyết định khẩn cấp đã được đưa ra là đình chỉ công việc và lớp học. Thị trưởng Gia Nghĩa Hoàng Minh Huy cho biết, mưa ngày Chủ nhật giảm dần và tạnh vào buổi tối, nước ở thành phố Gia Nghĩa rút dần. Các quy định liên quan đến công việc và lớp học sẽ tiếp tục bình thường vào ngày thứ hai. Thị trưởng Đài Nam Hoàng Vi Chiết đã đến Queen Mary, quận Bạch Hà vào ngày thứ hai. Ông cho biết ưu tiên hiện tại là giúp các nạn nhân dọn dẹp nhà cửa và sẽ cùng chính quyền trung ương xem xét các biện pháp ứng phó trong tương lai. Hôm Chủ nhật, huyện Gia Nghĩa mưa lớn, nước dâng cao tới tầng 1, một cặp vợ chồng mắc kẹt trong ô tô và chết đuối. Cũng có thông tin về thiệt hại do thiên tai ở trang trại gà và lợn. Một trang trại chăn nuôi đã bị ngập trong nước lũ, khiến 60.000 con gà đã bị chết đuối do lũ lụt. Người điều hành đã dùng tay không ném xác gà xuống đồi, không khỏi rơi nước mắt nói: "Đây là lần đầu tiên trong 8 năm chúng tôi gặp phải sự cố lũ lụt nghiêm trọng như vậy." Các trang trại lợn xung quanh cũng có thông tin cho biết khoảng 100 con lợn đã chết. Thị trưởng huyện Chai Di Vương Trường Lương hôm nay đã đi thị sát tình hình. Trương Văn Hùng, trợ lý giám đốc trang trại chăn nuôi, bất lực đã nói: "Nước ngập và không có điện, quạt hút không hoạt động, 60.000 con gà chết ngạt. Trang trại chăn nuôi ở đây đã hoạt động được 8 năm và đây là lần đầu tiên gặp tình trạng nghiêm trọng như vậy. Mực nước lũ lên tới 2,5 mét, gây thiệt hại ít nhất 60 triệu đài tệ. Trong trang trại chăn nuôi có phủ sa đi lại khó khăn. Trương Văn Hùng chỉ có thể dùng tay không vứt xác gà ra ngoài và chất thành đống trên đồi. Dự định sẽ đưa gà chết đến nhà máy xử lý hóa chất để xả bùn trên đồng khô ráo mới có thể gỡ ra, ước tính ít nhất phải mất nửa năm mới có thể khôi phục được." Ngành chăn nuôi tại đây bao gồm 4 trang trại gà đẻ ở thị trấn Thủy Thủy với tổng số khoảng 60.000 con gà chết, thiệt hại khoảng 24 triệu nhân dân tệ. Còn có một trang trại lợn ở thị trấn Thủy Thủy với tổng số khoảng 100 con gà chết, xử lý nước thải và cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi bị hỏng một phần, với thiệt hại lên tới khoảng 1 triệu nhân dân tệ. Thông tin thiên tai từ Sở Nông nghiệp cho thấy, tổng thiệt hại nông nghiệp ở huyện Gia Tiên là 30,275 triệu nhân dân tệ. Diện tích cây trồng bị thiệt hại ở thị trấn Thủy Thương, thị trấn Tây Khẩu, thị trấn Mẫn Hùng, thị trấn Trung Phố, thị trấn Phiên Lộ và những nơi khác là 52,6 hectare. Và mức độ thiệt hại là 41%. Diện tích chưa thu hoạch là 21,62 hectare, thiệt hại ước tính là 5,275 triệu đài tệ. Lưu Hồng Huyền, một nông dân trồng đu đủ chỉ ra rằng sau hơn 5 năm trồng trọt, đây là lần đầu tiên anh gặp phải lũ lụt nghiêm trọng như vậy. Đó là trong thời gian thu hoạch và vận chuyển, nhưng anh không còn cách nào khác là gặp phải thiên tai gây thiệt hại về thiết bị phần cứng và hơn 500.000 nhân dân tệ. Và tổng thiệt hại là hơn 500.000 nhân dân tệ đến 1 triệu nhân dân tệ. Vương Trường Lương cho biết, mưa lớn vào ngày Chủ nhật đã gây ra thiệt hại trong ngành chăn nuôi của các quận, các trang trại chăn nuôi gà, trang trại lợn và trang trại chó, và các loại động vật gia súc chết sẽ được hợp pháp hóa tại các địa điểm hoặc lò đốt rác. Ngành này hy vọng sẽ phục hồi sớm nhất có thể. Tuy nhiên, phải mất ít nhất nửa năm mới có thể xây dựng lại được. Bất chấp thiệt hại về vật nuôi và nông sản, số tiền cứu trợ thiên tai của chính phủ quá ít ỏi so với số tiền họ đã phải chi ra, nhưng chúng tôi vẫn mong có thể được giúp đỡ. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi vành đai áp thấp, khu vực Gia Nghĩa sau 2 giờ chiều ngày 28 tháng 9 có mưa lớn. Trong đoạn giao lộ Gia Nghĩa của quốc lộ 1, thị trấn Dân Hùng, thị trấn Tân Cương, huyện Gia Nghĩa và nhiều nơi khác bị ngập lụt. Theo Tô Văn Kỳ, Giám đốc Sở Công chính, chính quyền thành phố Gia Nghĩa, do mưa cực lớn với lượng mưa vượt quá 100mm trong 3 giờ nên lượng nước ngập lên tới 20cm. Chính phủ ngay lập tức điều động máy bơm nước đến ứng phó. Lượng nước ngập dần dần giảm bớt. Thị trấn Bắc thành phố Gia Nghĩa cũng điều động lực lượng cảnh sát đến đường Bắc Cảng để kiểm soát các phương tiện đi vào khu vực ngập nước khi nước rút. Một làn đường được thông ra cả hai hướng, cảnh sát tiếp tục tiến hành điều tiết giao thông tại hiện trường. Nước ngập tại thị trấn Trung Phố có độ sâu 50cm, nhiều phương tiện bị hỏng, lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giúp các tài xế vượt qua vùng nước ngập. Ngoài ra, Ủy ban Hội đồng huyện Gia Nghĩa Hoàng Thất Thảo thuộc Đảng Dân Chủ Tiến Bộ cho biết, lượng mưa ở khu vực Tân Cương vào buổi chiều đã vượt quá 100mm, khiến nước ở khu vực đô thị thị trấn Tân Cương và làng Bắc Lộ bị ngập. Tại công viên thị trấn, nước dần dần rút đi. Khi người dân đi ngang qua làng Đa Kỳ ở thị trấn Mẫn Hùng vào buổi chiều, họ thấy nước ngập rất nghiêm trọng trên đường. Thậm chí, khi các phương tiện đi qua, nước còn bắn tung tóe lên người. Một người dân đăng ảnh lũ lụt ở Gia Nghĩa lên Facebook. Trong ảnh, một người đàn ông để râu, hói, mặc áo vest đen đang đứng trước cửa hàng nhưng toàn thân chìm trong nước. Nước đã sâu rồi, đến vai. Vì quá sốc nên nhiều người đặt câu hỏi về tính xác thực của bức ảnh.
Sau đó, một số dân mạng đã tìm ra nguồn gốc của bức tranh. Người đàn ông đầu trọc trong bức tranh là Vương Vĩnh Đạt, người kế thừa thế hệ thứ 3 của công ty nhà hát Jixing Pavilion, biệt danh là Thần Hủy Diệt Hói. Anh đăng bức ảnh này và tình hình ngập lụt trước nhà lên Facebook hôm qua và nói: "Nước ở kênh Chilin bẩn thật, chưa đầy 20 phút nhà tôi biến thành bể bơi. Nước ngập hiện tại có độ sâu là 1,5 mét. Anh ấy cũng nhấn mạnh là tình hình thực tế, chứ đó không phải là quay phim. Nhiều người cũng đổ xô vào Facebook của Vương Vĩnh Đạt để chú ý đến tình hình tại hiện trường. Đa Ghê hài hước đáp lại: "Trừ việc bị ướt ra thì không có gì to tát. Tôi sẽ dọn dẹp cái cũ và thay cái mới. Vậy nên trong dịp Tết tôi không phải dọn dẹp nữa." Anh cũng cho biết hiện tại nước trong nhà đã cạn. Hãy dọn dẹp và làm sạch bùn đất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.